Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta về 5 cách rất là đơn giản, hiệu quả để chúng ta tăng size vòng 1, vòng ngực của mình ngay từ cái tuổi dậy thì cho đến các bạn tuổi trưởng thành hoàn toàn có thể áp dụng nhé. Đặc biệt là cái tuổi dậy thì, tuổi mới lớn, đó là lúc cơ thể chúng ta phát triển rất là nhanh này. Và chỉ cần chúng ta biết áp dụng một số cách để tăng size vòng ngực của mình, vòng mồ của mình ở cái giai đoạn mới lớn đang phát triển này thì rất là đơn giản, an toàn lại tự nhiên nữa, bạn gái chúng ta sẽ có một vòng một như ý ở tuổi trưởng thành. Cụ thể nó là gì? Trước hết các bạn chúng ta cần biết nhé, nguyên nhân khiến cho vòng một của chúng ta nó nhỏ này hay là kém phát triển ý, có thể là do cái nguyên nhân về gen di truyền. Gen di truyền thì chúng ta cứ để ý đấy, mẹ hay là chị bà của mình như thế nào này. Cái gen di truyền này là nó khó tác động, nhưng mà chúng ta hãy quan tâm cái phía sau của nó, chính là về vấn đề dinh dưỡng này, vận động này, mà một số cách bài tập thể dục nữa. Cơ thể chúng ta quá gầy hay là ít vận động thì cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của vòng 1 này. Rồi ăn uống thiếu dinh dưỡng nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển về hormone nữ tính trong cái giai đoạn từ dậy thì trở lên ấy. Do đó chúng ta cần phải chú trọng về dinh dưỡng, vận động, những thói quen tốt ngay từ tuổi mới lớn cho các bạn gái chúng ta, tức là tạo cái tiền đề tốt nhất để cho cơ thể chúng ta phát triển một cách đầy đặn và cũng tốt nhất ở đây. Cái cách đầu tiên đó chính là việc tập luyện, tức là việc làm sao mà rèn luyện cái thể chất cho các bạn. Tập luyện thể chất và chú ý là cái vấn đề về phát triển cái phần ngực của mình ấy. Đây là một trong những cách tốt nhất để chúng ta cải thiện một cái vòng ngực tự nhiên, là chúng ta kiên trì. Kiên trì tức là đều đặn hàng ngày ấy nhá. Kiên trì luyện tập những bài thể dục mà nó tác dụng của nó trong cái vấn đề về săn cơ lưng này, cơ ngực và cơ tay của mình. Các bạn chúng ta hãy lên Google để chúng ta tra bài tập giúp ngực, săn ngực của mình ấy ở tuổi dậy thì là gì, và chúng ta thực hành theo họ và hàng ngày nhé. Cứ lên Google rất là nhiều để chúng ta có thể lựa chọn và thực hành theo nữa, lựa chọn những cái đơn giản thôi. Ví dụ như là chống đẩy vào tường này, đơn giản, hay là những cái động tác với tay, với ngực, với hoặc là toàn thân của chúng ta nữa. Hay là đơn giản hơn, các bạn chúng ta đang tuổi mới lớn thì chúng ta vẫn còn đang đi học ở nhà trường, thì ở nhà trường có rất là nhiều những cái bài tập thể dục, đặc biệt đó chính là bài tập thể dục nhịp điệu ấy. Trường nào cũng có, lớp nào cũng có, chúng ta hãy cứ tập những cái bài đấy thường xuyên ở nhà ấy, chắc chắn là nó sẽ bổ trợ tổng quan sức khỏe của mình, dẻo dai hơn, và nó cũng tốt cho cái việc săn cơ, săn ngực ở phần phía bên trên này để chúng ta phát triển ngay từ cái tuổi dậy thì nhá. Và đơn giản hơn là chúng ta kết hợp với việc là đi bộ này, đi bộ nhẹ nhàng hàng ngày thôi, để chúng ta duy trì cân nặng của bản thân mình ở cái mức ổn định, hợp lý, để tránh việc chúng ta bị tăng cân hay là giảm cân một cách quá đà. Nói chung là một sức khỏe tốt, dẻo dai với cái cân nặng hợp lý, đó là cái tiền đề để bộ ngực chúng ta phát triển ngay từ cái tuổi mới lớn. Cái cách số 2 là việc chúng ta chú ý về dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung tăng cường những thực phẩm giàu protein, giàu collagen, mỡ, chất béo tốt. Bởi vì là cấu tạo của bộ ngực vùng vòng 1 này chủ yếu là những cái mô mỡ nó trụm lại. Bạn tưởng tượng hãy như là những cái chùm bóng bay nhỏ ấy, mô mỡ nó trụm lại với nhau. Khi cơ thể mà chúng ta bị thiếu nước này, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu chất béo, thiếu protein, các mô mỡ này nó sẽ bị xẹp đi và nó teo lại. Vì vậy chúng ta cần đảm bảo một chế độ ăn tăng cường cho tuổi dậy thì, nữ giới, chất béo, kẽm, protein, và uống đủ nước hàng ngày. Chúng ta cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày thì mới có độ ẩm cho da này, cũng như là có nước để chúng ta phát triển da của chúng ta ấy, nó hồng hào hơn, nó săn và nó chắc chắn hơn nữa, thì nó cũng hỗ trợ cho vòng 1 chúng ta phát triển. Một số cái thực phẩm mà giàu collagen mà xuất phát từ da động vật, từ thực phẩm hàng ngày ấy, các bạn chúng ta ưu tiên sử dụng, ví dụ như là da lợn này, da bò, cá, hay là chân gà, chân vịt. Trong các loại chân gà, chân vịt ấy, nó cũng có cái nguồn da rất là collagen, nó cũng tốt cho bạn gái. Mà chúng ta có cái thói quen ăn da chân gà, chân vịt cũng được cho là cái cách có lợi để chúng ta tăng size vòng 1 ngay từ tuổi dậy thì nhé. Rồi các loại móng giò ấy, chân chí, móng giò lợn, hoặc là chân chó,
đó, chúng ta chân dê nữa. Đó là những cái thực phẩm mà ưu tiên cho chúng ta bổ sung cái nguồn collagen tự nhiên. Rồi chúng ta ưu tiên thực phẩm nữa, đó chính là sữa. Sữa cho nữ ngay từ tuổi dậy thì nhá. Sữa là một thực phẩm rất có lợi đối với sự phát triển của các mô ngực của chúng ta, giúp tăng vòng một ở tuổi dậy thì. Đặc biệt là trong sữa bò ấy, sữa bò là sữa mà chứa nhiều cái chất về estrogen hay là progesterone hay prolactin, thì đây đều là những cái chất rất là cần thiết trong việc sản xuất sữa ở phụ nữ. Do đó khi mà chúng ta cung cấp đủ những cái chất này, kích thước bầu ngực của các bạn gái của chúng ta nó sẽ tăng size dần lên từ tuổi nhỏ dậy thì cho đến tuổi lớn và trưởng thành. Sữa là chúng ta nên uống này. Rồi các thực phẩm nữa, ví dụ như là trứng, đậu nành, các loại rau xanh, tỏi, các thực phẩm có màu đỏ thì nó đều rất là giàu protein, collagen tự nhiên, chúng ta nên bổ sung tích cực này. Rồi các loại hạt dinh dưỡng, hạt hạnh nhân này, hạt óc chó này, hay đơn giản như là các loại hạt hàng ngày rất là phổ thông và giá nó cũng rẻ thôi, các loại đậu đỗ, lạc, đậu phộng này. Bởi vì là nó sẽ chứa nhiều những cái dưỡng chất thuộc về là chất béo, axit amin, chất béo tốt và rất là cần thiết trong việc là xây dựng các mô ngực cũng như là thúc đẩy sự phát triển của vòng một. Vậy nên chúng ta hãy tăng cường những cái thực phẩm mình vừa chia sẻ nhé. Một số cái món ăn được cho là kiểu như là rất là bổ để giúp tăng size vòng một nhanh chóng ấy, mà chúng ta hay ăn nhiều này, hay ăn nhiều nhưng mà vẫn phải có cái chế độ khoa học ở đây nhé, chứ không phải là chúng ta ăn càng nhiều là nó sẽ càng to hay là càng phát triển đâu. Bởi vì là nó đã dưỡng chất rồi, ăn càng nhiều nếu mà ăn quá mức quá ấy, thì nó sẽ dễ dẫn đến việc là chúng ta bị thừa chất hay gây béo phì nữa đấy. Chúng ta ăn một cái lượng vừa phải thôi, nhưng mà chú trọng ví dụ như là món chân giò hầm với các loại đậu đỗ này, hầm đu đủ nữa, chân giò hầm đu đủ, các món như là trứng gà hấp, sữa đặc, mật ong. Tức là trứng gà các bạn có thể đập ra một cái bát con này, chúng ta đổ thêm một ít sữa đặc vào, cho một thìa mật ong vào, chúng ta khuấy đều lên, trộn đều lên và các bạn đem đi hấp, có thể hấp trong nồi cơm hoặc là hấp cách thủy để chúng ta sử dụng ngay, ăn khi còn ấm nóng. Đó là cái món ăn gọi là đẹp da, nở ngực và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng và ngay từ cái tuổi dậy thì nhá. Cách thứ ba mình muốn mách các bạn ấy, đó chính là việc chúng ta massage. Mỗi ngày các bạn gái chúng ta hãy dành 15-20 phút để chúng ta massage cái bầu ngực của mình. Có thể là bằng dầu dừa, dầu ô liu hoặc là bằng nước bình thường thôi, hay là không cần gì ấy. Nhưng mà có dầu dừa ô liu thì nó sẽ dễ dàng và nó chuyển động nhẹ nhàng hơn, nó thích thú hơn. Hay là trong lúc tắm ấy, các bạn chúng ta tranh thủ xoa bóp nhẹ nhàng vòng một của mình thì nó cũng giúp chúng ta là thúc đẩy sự tăng trưởng của vòng một, lưu thông máu huyết, do đó nó có thể là cải thiện sức khỏe tổng quan của mình. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ rất là lớn cho việc là tăng size vòng một chúng ta ngay từ khi mà chúng ta dậy thì mới lớn. Chúng ta massage hàng ngày rồi tranh thủ lúc rảnh này, hay là lúc mà chúng ta tắm rửa đấy, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cái cách này nhé. Massage đơn giản thôi, chúng ta dùng tay của mình để chúng ta xoay chuyển thôi. Cách thứ tư ấy, mình muốn chia sẻ đó chính là chúng ta cần phải lưu ý trong việc chúng ta chọn đúng kích cỡ áo ngực của mình. Ngay từ mới lớn là chúng ta phải mặc áo ngực rồi, áo lót rồi, thì đấy là cách để chúng ta định hình khuôn ngực của mình, cũng như là để làm đẹp nữa. Đồng thời nó sẽ có tác dụng trong là hỗ trợ tăng kích thước cho vòng 1. Chúng ta cần phải chọn cái loại áo vừa người, không quá chật, cũng không bị lỏng lẻo. Không quá chật bởi vì chật nó sẽ bị chèn ép thì nó không tốt này. Lỏng lẻo thì nó sẽ gây cái là không ôm hay là chảy xệ thì không được này. Và với cái tuổi mới lớn dậy thì chúng ta cần phải thay áo ngực thường xuyên nhé. Bởi vì cái tăng size của mình nó cũng tăng theo tăng lên ý. Thì khi mà chúng ta nhỏ dùng nhỏ, với khi lớn hơn một chút chúng ta dùng size vừa và size lớn hơn. Nên là chọn đúng kích cỡ của mình, hợp lý và vừa với người của bạn, vóc dáng người của mình. Cách thứ 5 đó chính là lưu ý về cái tư thế của bản thân các bạn. Ngay từ mới lớn, từ nhỏ, tư thế đúng chuẩn, chúng ta luôn có tư thế đi của mình. Đi là phải thẳng lưng này, thẳng lưng và ưỡn ngực cao lên một chút, không phải lưỡn quá hay là
cong gì quá, mà chúng ta ưỡn cao ngực lên một chút thôi. Đó là một tư thế đúng để vừa giúp cho chúng ta có cái tư thế đẹp này, cái ngoại hình xinh đẹp này, và cũng hỗ trợ phát triển cho cái vòng mồm của mình. Chúng ta hạn chế, tức là tốt nhất là không hạn chế cái vấn đề là khom lưng quá, khom lưng hay là cúi lưng cúi người xuống nhiều trong thời gian dài. Hạn chế kiểu như là cái việc chúng ta ngồi mà bị gù lưng xuống ấy, đi mà cứ cắm đầu ở phía trước hay là đầu mình xuống ấy, cúi mình xuống là không nên. Chúng ta phải thẳng lưng, ngồi cũng thẳng, đi cũng thẳng và ưỡn ngực lên một chút nhá. Và cái tư thế ngủ nữa, ngủ của chúng ta cần phải tránh cái tư thế là chúng ta nằm sấp hay là nghiêng về một bên trong một thời gian dài. Nằm nghiêng được nhưng mà phải nghiêng thay đổi tư thế, chứ không phải là nghiêng mãi một bên trái hay là mãi một bên phải. Nằm sấp thì là phải tránh, hạn chế rất là nhiều, bởi vì là nó sẽ vô tình ảnh hưởng không tốt đến cái sự phát triển của vùng ngực nói chung, chèn ép bộ ngực của bạn xuống nữa, đè nén xuống thì nó ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Vậy khi ngủ tốt nhất là các bạn chúng ta nên nằm ngửa này. Có thể thay đổi là nghiêng trái nghiêng phải sao cho chúng ta đỡ mỏi thì tùy các bạn thôi, nhưng mà không nằm nghiêng một bên quá lâu trong một thời gian dài nhé. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn nữ chúng ta về 5 cách để chúng ta hỗ trợ tăng size vòng mồm chúng ta ngay từ tuổi mới lớn này và đến tuổi trưởng thành, thực hiện từ bé đi lớn như vậy. Thì mình hy vọng các bạn chúng ta sẽ có một vòng một như ý của mình. Và các bạn lưu ý nhé, một vòng một đẹp ý, chuẩn ý, không phải là nó to về cái kích thước, mà là nó đầy đặn, nó hợp lý, phù hợp với cái thân hình vóc dáng của mỗi người, vóc dáng chiều cao thanh mảnh của mỗi người nhé. Vậy thôi, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy hữu ích về những thông tin mình vừa chia sẻ. Nếu các bạn chúng ta còn thắc mắc nào thì có thể để lại ở phần bình luận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.